chào cả nhà nhé. Mọc xuống dưới kia rồi. Nhạc nước nhưng mà buổi tối xem hay hơn. Mời cả nhà tham quan hành trình du lịch đi lên núi Bà Đen nha. Và đây mình sẽ cho cả nhà xem nhạc nước. Mỗi tội là xem ban ngày là không được đẹp. Phật Di Lặc. Người ta nghỉ một lúc. Mưa lại có đây. Mưa lại có à? Người ta nghỉ một lúc. Sao lại có à? Thì mình đi ăn nghỉ. Chói cũng như thế gì? Chói à? Chói lắm. Trên đỉnh núi Bà Đen này là quay toàn cảnh xuống dưới này. Hello, em chào chị Thắm nha. Mời chị Thắm xem qua màn hình nha. Đây là tượng Phật Di Lặc này ở núi Bà Đen, Tây Linh. Tí nữa là sẽ có nhạc nước, nhưng mà ban ngày xem nhà nước là không đẹp bằng ban tối. Ban tối nhạc nước đẹp hơn. Vâng. Đi thích lắm chị ạ. Này chị nhìn này, nhìn Ngọc Dũng này đấy, Đỗ Thị Nhân Gia này đấy, vẫy chào ơi này. Ở trong này nắng lắm chị ạ. À. Chị Thắm. Ừ, chị Thắm xinh gái. Đây nha, toàn cảnh ở trên đỉnh núi nhìn xuống này. Nắng lắm không nhìn rõ một cái gì cả.
đây nha. Đây là đây. Anh Quỳnh chào chị Thắm chưa? Xin chào. Xin chào. Vitamin nha, đẹp lắm bạn ạ. Nhuộm da nhưng mà bà ơi, xả lắm chị ạ. Nắng vãi luôn ấy. Đẹp lắm Yến ạ. Đi lần này lại được cái vui mà lại không bị say. Ừ, ở đây đẹp. Nếu mà buổi tối còn đẹp hơn ấy. Buổi tối có nhạc nước nó đèn điện lên đẹp lắm. Vừa đây ở đây là có nhạc nước nhưng mà không kịp quay. Ừ, sang năm lại đi tiếp mà Mạo Hoài xinh gái. Sang năm bọn chị đã đi tiếp đây. Mạo Hoài. Mạo Hoài đi.